và Trosian sinh năm 1929, là một đại kiện tướng cờ vua người Liên Xô. Ông có biệt danh là Tyran Sắt do phong cách chơi phòng ngự chặt chẽ gần như không thể xuyên thủng của mình, chú trọng yếu tố an toàn trên tất cả. Phong cách chơi cờ phòng thủ giỏi tới mức lạ lùng, có những giải suốt 70 ván mà không đối thủ nào hạ ông nổi lấy một ván, mà toàn là những ván cờ đẳng cấp thế giới. Ông như một quả núi lớn, luôn chắn đường bất cứ ai muốn vượt qua. Nhờ đó mà ông đã trở thành nhà vô địch thế giới từ năm 1963 đến năm 1969. Spassky sinh ra tại Liên Xô năm 1937. Ông là đương kim vô địch cờ vua thế giới từ năm 1969 khi ông đánh bại Petrosian, cho đến năm 1972 khi ông bị đánh bại bởi Fischer. Spassky đánh bại nhà vô địch thế giới Botvinnik trong một cuộc triển lãm khi mới 10 tuổi, trở thành kiện tướng quốc tế ở tuổi 16 và đại kiện tướng quốc tế ở tuổi 18. Anh đủ điều kiện tham dự giải đấu dành cho ứng viên đầu tiên này khi mới 20 tuổi. Spassky chuyển đến định cư bên ngoài Paris với người vợ thứ ba vào những năm 1970. Ông là công dân Pháp từ năm 1978. Giải vô địch cờ vua thế giới giữa Petrosian với Spassky năm 1966 là một trong những trận đấu tranh ngôi vô địch hay nhất từ trước đến nay. Và cả hai bên đều thể hiện những thế cờ tuyệt vời để làm nên những chiến thắng đẹp mắt. Petrosian là nhà vô địch thế giới. Những người chơi cờ vua thường chỉ trích ông về phong cách chơi. Họ phàn nàn rằng các trận đấu của Petrosian nhàm chán, không có tinh thần chiến đấu. Còn có người nói ông ta vô địch thế giới nhưng ông ấy là một người chơi cờ yếu. Theo bạn nghĩ thì suy nghĩ đó cũng có lý. Ừ, cứ cho là ông ta yếu, chỉ là không ai có thể đánh bại ông ta thời điểm đó mà thôi. Ván cờ thứ 10 tranh ngai vàng năm 1966 là một trong những ván cờ minh chứng cho điều đó. Ngựa hay thì đi đường dài, muốn xem vở kịch đặc sắc thì phải chờ đến hồi kết trong ván đấu này nha các bạn. Nhất định sẽ không khiến các bạn thất vọng. Trong ván cờ thì Petrosian cầm trắng mở màn cuộc chiến mà nước cờ mã trắng F3. Spassky lên mã đen F6 đáp trả. Tốt trắng G3. Tốt đen G6. Tốt trắng C4. Tượng đen G7. Tượng trắng G2. Bên đen nhập thành. Bên trắng nhập thành. Mã đen C6 kiểm soát D4 và E5. Mã trắng C3. Tốt đen D6. Tốt trắng D4. Tốt đen A6 kiểm soát B5 và chuẩn bị dân tốt lên vị trí này. Tốt trắng D5 tấn công mã. Mã đen A5 tấn công lại tốt. Mã trắng lùi về D2 bảo vệ, đồng thời giải phóng đường chéo cho tượng. Ngoài ra sau nước cờ lùi mã, bên trắng đang dọa chơi B4 bảy mã. Lúc này bên đen đang có tượng kiểm soát đường chéo tối màu A1-H8, nên Spassky tiếp tục dâng tốt đen lên C5, gia tăng sức ép lên ô tối màu D4, đồng thời đập tan ý đồ tốt trắng B4, chuẩn bị mở rộng cánh hậu với B5. Dĩ nhiên tốt trắng không thể ăn qua đường, vì mã đen ăn về, bên trắng sẽ đánh mất trung tâm. Bởi vậy tiếp tục ván cờ thì hậu trắng C2. Ở đây bên đen có thể xem xét lên tượng D7, hay qua xe B8, yểm trợ tốt lên B5. Tốt trắng B3. Tốt đen B5. Tượng trắng B2. Tượng đen D7. Khi đó bên đen có thế trận cũng khá là chắc chắn. Nếu hình cờ phát triển theo hướng này, tuổi thọ ván đấu có thể bằng số tập phim Cô Dâu 8 tuổi. Quay lại cục diện chính ván cờ, thì Spassky đã hung hăng đẩy tốt đen lên E5 đóng chiếm trung tâm, đặc biệt là phong tỏ ô D4. Nếu tốt ăn qua đường, thì tượng ăn lên gây sức ép lên tốt C4, không có lợi cho trắng. Do đó tốt trắng B3 để liên kết các tốt lại với nhau. Mã đen G4 giải phóng đường cho tốt lên F5, rồi F4. Tốt trắng mà H3 truy đuổi, thì mã đen đơn giản lùi lại H6. Còn ở đây, Petrosian quyết định đẩy tốt trắng E4 nhằm mở cục E cho xe. Tốt đen F5 theo kế hoạch. Tốt trắng ăn F5. Sẽ là một sai lầm nếu xe ăn lên F5 hay tượng ăn lên F5, vì mã D ngay lập tức lên E4 che chắn. Kế hoạch tiếp theo là hậu qua E2, tạo điều kiện cho mã chuyên tâm kiểm soát G5 và D6. Tượng cũng có thể lên G5 tấn công hậu, hoặc tốt trắng H3 đuổi mã, rồi tốt G4 đuổi tượng. Khi đó bên trắng rất dễ đánh, bên đen bất lợi.
Bởi vậy trong ván cờ này, Sparky chơi tốt đen ăn F5 kiểm soát vị trí E4, ngăn mã trắng lên cản tốt ủi xuống. Một nước cờ chính xác của Sparky. Đến đây thay vì lên tượng B2, thì Petrosian quyết định cho mã trắng lùi về D1. Nước cờ nhìn qua có vẻ bị làm sao ấy, vì khiến đường chéo A1-H8 trở nên suy yếu, rất nguy hiểm cho xe khi tốt ủi xuống. Tuy nhiên nếu quan sát kỹ, ta có thể nhận thấy được ý tưởng rất hay của Petrosian ở nước cờ này, là nhằm phòng thủ E3, giúp tốt yên tâm lên F3 tấn công mã, hay lên F4 mời đợi tốt. Tiếp tục ván cờ thì tốt đen B5 phá cấu trúc tốt của bên trắng, đồng thời giải phóng ô cho mã đen. Tốt trắng F3 tấn công mã theo kế hoạch, chấp nhận hở vua, mời gọi tốt đen E4 mở đường tấn công lại xe trắng. Tốt trắng không thể ăn mã đen, vì tượng ăn xe, sau đó lùi lại D4 chiếu vua. Cục diện ván cờ sẽ xoay chuyển. Bởi vậy tượng trắng B2 che trắng, tốt đen ăn F3, tượng trắng ăn F3, tượng đen ăn B2, hậu trắng ăn B2 giành lại quyền kiểm soát đường chéo A1-H8, mã đen E5 phong tỏa tạm thời đường chéo này, đồng thời tấn công luôn tượng trắng. Quan sát hình cờ, sau cuộc đổi chác, bên đen vẫn có thế bất lợi, khi có một mã lười đang trong chế độ tiết kiệm năng lượng ở đây. Mã đen còn lại đã chiếm được E5, tuy nhiên sẽ dễ bị mã trắng lên F3 truy đuổi. Tiếp tục ván cờ thì tượng trắng lùi lại E2 né tránh, đồng thời phòng thủ D3 và C4. Đến đây bên đen có nhiều phương án để chơi, như lên tượng D7, xe lên A7, hay hậu lên F6. Khi đó bên đen có thế trận không quá lép vế so với trắng. Tuy nhiên Sparky đã chơi tốt đen F4, nước cờ quá mạo hiểm, khiến cánh vua ngày càng trống trải, thêm vào đó là làm mất kiểm soát ô E4. Thời đã tới nhưng Petrosian đã bỏ lỡ cơ hội lấy xe ăn tốt F4, mời đỡ xe trừng phạt sai lầm của bên đen. Vì sau đó bên trắng có thể nhanh chóng đưa xe qua kiểm soát cục F hay cục G. Còn trong ván cờ này, Petrosian đã chơi nước cờ yếu hơn là tốt trắng ăn F4. Tại vị trí này, bên đen có thể xem xét lấy xe ăn tốt F4 để gây bất ngờ cho đối thủ. Sau khi xe trắng ăn F4, hậu đen sẽ G5 chiếu vua và bắt xe. Vua F1, hậu xe ăn F4 chiếu, không có lợi cho trắng. Bởi vậy vua phải H1, hậu ăn lại xe F4, cân bằng lực lượng với trắng. Trở lại ván cờ thực chiến, thì Sparky quyết định mang tượng đen lên H3 tấn công xe. Xin mời các bạn tạm dừng video để tìm phương án tốt nhất cho bên trắng vào lúc này nhé. Ok, cảm ơn các bạn. Bây giờ ta xét phương án thứ nhất là bên trắng mà vội vàng lấy tốt ăn E5. Hậu đen sẽ G5 chiếu, tượng G4 làm bia đỡ đạn. Hậu ăn G4 tiếp tục chiếu, buộc vua trắng H1, hậu G2 chiếu hết cờ. Một phương án khác cũng không thể xem xét là xe chạy trốn lên F2, tiện đường phòng thủ G2. Xe đen sẽ ăn tốt F4, khiêu khích xe ăn F4, để sau đó hậu G5 bắt đôi, xe G4 cạn chiếu, mã đen ăn G4 dội chiếu mở, bên đen không quá khó để giành chiến thắng. Quay lại trận đấu ở đây, thì Petrosian có lựa chọn chính xác là mã trắng lên E3, cho thấy Petrosian cũng không phải dạng vừa, cả gan dám hy sinh xe nhằm bảo vệ G2 và G4 trước khi ăn mã, đồng thời giúp hai xe trắng có thể liên kết được với nhau. Nước cờ hợp lý cho bên đen phải là lấy xe ăn tốt F4, sau đó lên hậu G5. Tuy nhiên Sparky quyết định cho tượng đen ăn F1, từ bỏ quyền kiểm soát đường chéo C8-H3. Xe trắng ăn F1, vậy là bên trắng hy sinh một xe trong góc để lấy tượng cơ động của bên đen. Tiếp tục ván cờ thì mã đen lùi lại G6 bắt tốt. Tượng trắng G4 đánh chiếm đường chéo mà tượng đen từ bỏ, răng ra một cạm bẫy rất tinh vi cho đen. Đến đây thay vì lên hậu F6 kích đáo hậu, sẽ tốt cho bên đen hơn. Đằng này mã đen ăn F4 phòng thủ E6, đồng thời dọa lên hậu G5 ghim tượng. Xe trắng hy sinh ăn mã F4 nhằm thủ tiêu quân bảo vệ E6 và hét to
Tao là cung bò cạp đây. Nếu nghi ngờ xe có tẩm độc, bên đen chơi hậu G5 tấn công xe. Bên trắng đơn giản qua xe E4. Bên đen bất lợi khi đã mất tốt trước đó. Còn trong ván cờ này, xe đen dẫn tím người trước sự hóng hách của xe trắng. Liền lao lên đoạt mạng xe F4. Biết địch đã trúng kế, tượng trắng liền E6 chiếu. Trước kia khi có nhiều tốt trước vua, vua thấy tốt là quan trọng. Nhưng bây giờ khi gần hết tốt rồi, vua thấy nó còn quan trọng hơn nhiều. Sẽ là một sai lầm nếu vua chạy qua F8, vì hậu sẽ H8 chiếu, buộc vua E7. Hậu ăn H7 chiếu, dĩ nhiên xe không thể cản vì hậu ăn F7 chiếu hết. Vua F8 thì hậu H6 tấn công đôi. Còn nếu vua F6, hậu F7 chiếu, buộc vua lên hàng 5, không khó để trắng giành chiến thắng sau đó. Bởi vậy vua E8, hậu G6 chiếu, vua F8 thì hậu H6 tấn công đôi. Nên vua E7, hậu G5 tấn công đôi. Nếu không muốn mất xe, bắt buộc phải lùi xe là F6 cản chiếu. Mã trắng chỉ chờ có thế liền F5 chiếu. Vua E8, hậu G8 chiếu, buộc xe F8 cản chiếu. Hậu G6 chiếu, xe F7 cản chiếu. Hậu ăn F7 chiếu hết. Quay lại diễn biến chính ván cờ, thì xe đen F7 lấy thân mình che chắn. Petrosian không vội lấy tượng ăn xe, mà cho mã trắng lên E4 phòng thủ G5. Quan sát hình trận ở đây, thì hậu tượng đang kiểm soát hai đường chéo, lại còn thêm cặp mã nguy hiểm, sẵn sàng lên F5 tấn công D6 và H6, khiến trận đồ bên đen mưa gió bão bùng, sấm chớp giật đùng đùng, D thì vỡ lung tung, mà nói chung là lục lội mất xác. Tiếp tục ván cờ thì hậu đen H4 tấn công mã. Mã trắng lợi dụng ăn D6 bắt xe. Hậu đen G5 chiếu và tấn công luôn mã. Vua trắng H1. Bây giờ nếu bên đen manh động lấy hậu ăn mã E3, tượng trắng sẽ ăn F7 chiếu. Không hề còn lựa chọn, vua phải F8. Hậu H8 chiếu, vua E7, mã F5 tấn công đôi. Vua đen D7, tượng E6 chiếu, vua C7, hậu ăn H7 chiếu, vua B6, mã ăn hậu E3. Do đó trong ván cờ này, Sparky cho xe đen lên A7 bảo vệ xe. Nước cờ khá là hợp lý vào thời điểm này. Tượng trắng ăn F7 chiếu, xe đen ăn F7. Đến đây xin mời các bạn tạm dừng video vài giây, tìm ra nước cờ tốt nhất cho trắng nhé. Ok, cảm ơn các bạn. Petrosian đã có nước cờ rất hay, là hậu trắng H8 đá mông vua đen. Vua đen liền nói với hậu, trông cậu quen quen, hình như chưa gặp bao giờ thì phải. Hậu trắng mới nói, bạn giống như một ly cà phê đen đá vậy. Bạn đen thì bạn bị đá, thế thôi. Sau nước cờ này thì Sparky phải buông cờ nhận thua ngay lập tức. Vì nếu chơi tiếp, buộc vua ăn hậu H8. Chỉ chờ có thế mã ăn F7 tấn công đôi. Giả sử vua G7, mã ăn hậu G5. Chiến thắng cho trắng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Trong game đấu thứ 10 này, Petrosian hy sinh xe 2 lần và kết thúc bằng nước cờ hy sinh hậu đẹp mắt. Một trong những đòn phối hợp hay nhất từng được chơi trong giải vô địch thế giới. Có thể bạn đã thấy những nước cờ này trước đây, nhưng đây là ván cờ tranh ngôi vô địch thế giới, nên nó sẽ trở nên càng tuyệt vời hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video về cờ vua CollegeJet1VN. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình, hoặc có thể xem video kế tiếp ở phía bên trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại trong những lần chia sẻ sắp tới.